mẹ nó coi. Hư, con gái Hư nè, em đi đâu từ sáng tới tối mới về, em biết má lo cho em lắm không? Hai, em đi mua chút đồ á. Mua chút đồ hả? Mua gì vậy? Hai rảnh phải không? Hai coi gì em đẹp không? Trời ơi, con nhỏ này thấy ghét quá à. Biết gì hai thích màu hồng, dạ. Nên mua cái đầm màu hồng cánh sen cho chị hai phải không? Rồi, dạ thích cái kiểu này lắm ngang, kiểu này mặc vô trẻ nè. Để cha vô cha thử coi vừa không nha. Ok, hai hai. Gì vậy? Hai đâu vậy? Thì thử coi vừa không, không vừa còn đi đổi chứ. Không phải, không phải. Cái này em không có mua cho hai. Em mua cho thần tượng của em mà. Thiệt á, làm quê một cục luôn à. Làm cho tưởng mua cho tôi. Mua cho thần tượng sao mua ngay cái màu tôi thích vậy? Ghét quá à. Tại mà không sao không sao. Tại cái này hai cũng thích. Trời trái chuông, trái chuông, trái chuông quá. Biết ra thích thú nhờ bao người chị hai dạ, phải không? Dạ, dạ, hai thích lắm hả hai? Thích, thì em biết hai thích em mới mua em còn hỏi nữa. Hai, thôi con này nhỏ quá. Mai mốt em mua cho hai con bự hơn, con đẹp hơn luôn. Thôi con bự làm gì, con bự ôm nó mới vừa tay, con này ôm vừa tay nè. Không phải, để con này em tặng cho thần tượng em luôn rồi. Quê tập 2 vậy trời. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái nào cũng tặng cho thần tượng của em vậy? Mà nãy giờ cứ nghe em nói thần tượng hoài, thần tượng em là ai vậy? Hai không biết đâu, thần tượng em là ca sĩ Hàn Quốc đó. Trời ơi, ngày mai này á, ngày mai nha, thần tượng của em sẽ sang Việt Nam. Em sẽ ra sân bay em đón thần tượng. Hai rảnh đi chung với em đi. Hai mà thấy thôi nha là hai mê luôn. Thôi tôi có quẩn à. Tôi có quẩn đâu, tự nhiên người ta ở đâu ngoài Hàn Quốc ra tới sân bay đón. Làm như tôi rảnh lắm vậy. Không phải do tôi trả lại nè. Em nói thiệt á, thần tượng của em nha, vừa đẹp gái nè, vừa hát hay nè, vũ đạo đẹp nè, đó, đa tài nữa. Nói tới muốn nhảy ôm thần tượng liền luôn dưới trời. Thích lắm, thần tượng em dễ thương lắm hai. Cuồng cái gì mà cuồng dữ vậy không biết nữa à. Thần tượng đẹp lắm phải không? Đúng rồi, đẹp lắm, nên mua mấy cái này chắc cũng đẹp tiền lắm nè, phải không? Hai. Gì vậy? Em hai đừng nói lớn, má la, má nghe má la em. Tại tiền em lấy tiền đóng học phí em mua á. Cái gì? Cái gì? Trời ơi, trời má ơi, nghĩ ra tiền đóng tiền học phí. Trời. Trời ơi, hai đứa nhỏ ơi. Trời ơi, trời em nghĩ sao vậy? Em lấy tiền má đưa đóng tiền học phí. Em đi mua đồ cho thần tượng của em. Tại... Trời ơi. Trời ơi, tao cho mẹ ăn đòn quá Úc ơi. Tại tiền tiêu xài không có đủ mà người ta là ca sĩ thần tượng, người ta không có mặc đồ rẻ tiền được hay. Thì kệ người ta, trời ơi, người ta thần tượng, ta lấy tiền túi ra ta mua đồ mắc tiền ta mặc. Rồi em nghĩ sao vậy hả Út? Trời ơi, nghĩ làm sao? Tiền đóng học phí của má cho em. Em có biết là má cực khổ như thế nào không hả? Mà em lấy tiền mua đồ cho thần tượng của em nè. Rồi nghĩ sao đi từ sáng tới tối đi về để cho má lo nè. Thần tượng cái gì? Trong khi ở nhà em nè, trước mặt em nè, một người vừa đẹp, vừa nết na, vừa thùy mị, vừa tài giỏi, tại sao không thần tượng? Cái thần tượng người lạ hả? Làm gì nhìn ghê vậy? Thì này tôi nói hơi lố. Sao thi vậy hả? Cho em ăn đòn bây giờ nghe chưa? Biết rồi mà giờ tại lúc đó em không có nghĩ tới cái lúc mà bị má la. Tại muốn chạy ra mua quà cho thần tượng liền à. Giờ hai tính giúp em nha hai. Hai cái gì? Tính giúp em nha. Trời đất ơi, bây giờ đổ trách nhiệm với tôi nữa hả? Trời ơi rồi? Đừng có làm tôi sốc nghe chưa? Sao gì? Thì có sức làm thì có sức chịu đi. Lì lợm không à. Tôi nha là tôi bao che cho mấy người lần này nghe chưa. Cảm ơn hai. Còn lần sau nữa tôi miết má cho ăn đòn tét đít luôn nghe chưa. Rồi, em biết rồi. Mệt quá, đổi áo ra cho tôi. Ê, cái đó mất tiền lắm. Tôi biết mất tiền, tôi mới ra tôi xin người ta trả lại để lấy tiền về cho mấy người đóng tiền học phí nè. Quang Ngô hai. Quang Ngô gì? Còn con gấu này nữa. Túi vô bông mày nữa. Cái này thôi, cái này thì cho mấy người tặng thần tượng nè. Được chưa? Dạ, cảm ơn hai. Hai là thần tượng của em luôn á.